Các bạn ơi, mình vừa mới ra cái khu mình thả diều nha bạn. Các bạn coi nó bay nè. Nó rất là nhẹ luôn các bạn. Hello, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hiện tại là mình với bé Đen vừa mới nhận được một cây hàng các bạn. Đây là một cái con diều 6 đuôi cá các bạn. Kích thước là 2m2 các bạn. Bây giờ mình như lại bé Đen sẽ khui thử nha các bạn nha. Đây các bạn coi, bé Đen nó cầm cái cây diều của mình nè các bạn. Đó, rất là dài nữa các bạn, 2m2 nha các bạn. Thì cái cục này mình nghĩ là cái áo diều các bạn. Đây, cái cục này mình nghĩ là cái áo diều á. Bây giờ bọn mình sẽ khui ra để làm lên con diều nha các bạn. Thì cái này nó chỉ mới là cái combo thôi, nó chưa có làm đâu, là nguyên liệu để mình lên một con diều 2m2 thôi nha. Bé Đen thả nào con diều này không? Không biết nữa, 1m7 rồi kêu nở rồi. Bé Đen kêu là 1m7 rồi thả không nở các bạn. Giờ bọn mình vô khui cái này để thử nha các bạn. Đây, giờ bé Đen cầm máy nè. Ê, quấn đây, bé Đen quấn đây. Quấn gì? Quấn mấy cái này ra đừng có cắt. À mà cái cây này đâu có sao đâu, cắt đây cũng được. Để cái áo nằm trong kia rồi. Giờ mình cắt cái áo ra thứ đi. Em hãy cắt áo rồi em. Đây đây, vô cầm máy nè. Đó, để em khui á. Giờ mình sẽ cắt cái này ra nha các bạn. Đây, cái này mình nghĩ là cái áo diều. Kiếm cái kéo bự một xíu. Trong đây là cái áo diều, chắc là cái gì nữa. Ờ, dễ rồi. Này cái ni lông, ui nó nóng luôn á nhỉ. Nó nữa. Ừ, nó quấn chào thiên thời tiết nóng á, nó nóng. Mình hai cái này có cây kia nè. Kia người ta nẹp vô cho cứng các bạn. Mình đang khui ra nha các bạn nha. Nó cũng muốn ra rồi. Tại vì cái này là cái áo diều các bạn, nên là mình khui á, mình hạn chế dùng kéo cho nó đỡ mất công nó rách áo. Các bạn khui hàng các bạn cũng lưu ý nè, mấy cái dễ rách thì mình hạn chế dùng kéo các bạn à. Mấy cái đơn hàng mà nó khó gỡ như vậy nè. Ra rồi các bạn. Đấy, biết ngay mà, một cái bịch riêng các bạn. Giờ mở ra phải cái áo không nha các bạn. Ủa, đây là có dây các bạn. Dây này dây quấn bát nè. Còn dây này là dây buộc lèo ha. Dây buộc lèo, buộc bát rồi các bạn. Ai lộn, cái dây này là cái dây chặn cái cây lại, chặn bát lại. Ủa, một cái ống Tino, cái ống này để mình gắn ống dẫn sáo nha. Cái đó là nhiều thứ lắm, đủ ra luôn nha các bạn. Đây là ba cái bát diều. Đây là một cái áo các bạn. Nhìn cái áo này vải nó là mềm các bạn. Cái vải áo này nó mềm nha. Wow, một con cú đỏ các bạn ơi. 2m2. Có cái đuôi này các bạn. Nè cái đuôi của nó này. À, cái đuôi của nó bằng cái con diều 1m1 à. Giờ mình muốn quay lên cho bạn coi, là đứng lên phải lên. Để bạn coi cái đuôi của nó nè. Bằng cái con diều 1m rồi các bạn à. Ok. Tôi còn gì nào nha. Trang bị là hết rồi các bạn à, không còn gì hết. Giờ tới cấp quang nha các bạn. À cấp bon nha các bạn. Đưa qua đây đứng quay lại. Đây. Cái này là người ta có nẹp thêm một cái cây tre vô cho nó chắc các bạn thấy không? Đây nè, người ta có nẹp một cái cây tre cho nó chắc nè. Giờ mình gỡ ra luôn nha các bạn. Cho em gỡ nhỉ. Thôi để Bí Đen nó gỡ cái cây tre nha. Rồi Bí Đen đang hiện tại là đang gỡ cái cây carbon ra các bạn. Lẽ như cái này đâu có sợ rách đâu. Đây là mấy cái áo diều nè. Cái áo này vải nó mềm lắm bạn à. Nó không có như cái vải kia thì nó bóng bóng hay sao á. Còn vải này không biết là loại gì mà nó mềm hơn. Nhưng mà in cũng rất là đẹp nha các bạn coi nè. Khá là ok á. Thì cái này là chỉ là cái nguyên liệu để mình lên diều thôi nha các bạn. Còn bạn nào mà không biết làm diều thì các bạn có thể là mua luôn con diều. Còn mình thì nói chung là cũng làm nhiều dạng loại này rồi. Nhưng mà chưa làm bự cỡ 2m2 đâu bạn, lần đầu tiên luôn nha. Lần đầu tiên gặp con diều 2m2 rồi. Rút ra. Rút từng cây thôi. Ok. Cây nhỏ rút trước. Đó, một cây. Ồ, cây này cũng dài nha anh em. Cây này đâu đó tầm 1m, 1m rưỡi á. Cái hai gì đó. Đó, một cây nữa nè. Cây này dài hơn các bạn, cây này chắc mang cánh. Nè, hai cây ngắn này mình nghĩ là làm đuôi. Hai cây ngắn này để làm đuôi nè. Rồi. Hai cây dài. Ôi, một cây dài thòng lòn luôn. Cây này cây cá nha. Cây này dài như cây cần câu luôn. Cây cần câu luôn. Đây các bạn coi cái cây này nó dài nè.
Cây này mình độ chắc cũng cỡ 2 mét quá. Không, 1m8 cỡ đó. Rồi thêm 2 cây già dừa nữa. Vậy là đủ nha các bạn nha. Đây là 4 thanh này là mình nên cánh nha các bạn. Còn 2 thanh này thì mình sẽ lên đuôi. Còn cái cây này thì là thân cái. Giờ mình sẽ ráp diều vô nha các bạn. Đây các bạn coi cái áo cú mình vừa kéo ra nè các bạn. Bi Đen đứng ở giữa đó Bi Đen. Nó bự lắm. Mấy lần con một mét luôn à. Đây mình sẽ đưa một con diều 1 mét cho các bạn xem thử nha. Em có một con diều 1 mét màu hồng nè. Đây mình để vô nha các bạn. Con diều 1 mét bình thường nhìn cũng ok rồi. Vô đây là nhìn thành em bé luôn các bạn. Bi Đen nghĩ là Bi Đen thả nào nào? Chắc cũng không ổn rồi. Không ổn hả? Giờ lên diều nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thành con diều này nha các bạn. Mà trước khi hoàn thành nó thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn ha. Đây là một cái áo diều nha các bạn nha. Kích thước là 2m2 nha các bạn. Đây là một cái thân cái. Và đây là hai thân đuôi nha các bạn. Hai cái carbon thân đuôi nè. Còn bốn cái này là hai cái cánh các bạn. Nâng cánh. Rồi đó là mình sẽ có dây buộc bát nha các bạn. Với lại là cộng thêm là ba cái bát diều. Thì ba cái bát diều này mình để ý xíu là nó sẽ có hai cái bát lớn, một cái bát nhỏ các bạn. Hai cái bát lớn để mình làm cánh nè. Còn một cái bát nhỏ để mình làm đuôi nha. Và đây là một cái ống dẫn sáo nha các bạn. Còn dây á, thì mình thích màu đen là mình dùng dây ở nhà mình nha. Dây này là dây 1 ly 3 nha các bạn. Dây này thì lên khung ok, thả cũng ok luôn. Tại vì con dừa này cũng khá bự á. Mà dây này mình thả rồi các bạn, chắc lắm. Giờ mình sẽ bắt đầu lên lên cái bát vô nha các bạn nha. Mình sẽ chừa khoảng tầm vài phân cỡ này nè. Mình dán vô nha các bạn. Ở đây mình vừa mới buộc xong cái bát vô nha các bạn. Một cái bát đầu tiên ha. Đây các bạn coi nè, mình cũng nhỏ keo vô luôn cho nó chắc nha. Thì mình vừa buộc xong á thì mình nhỏ keo vô là nó sẽ cứng nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục gắn cái bát thứ hai. Thì cái bát thứ hai á thì mình sẽ đo với cái áo diều nha. Thì tại vì cái cánh nó sẽ nằm khu vực này ra đúng không. Mình sẽ đo ngay dưới đây. Rồi sẽ đo xuống như lại cái đầu dưới đây. Rồi mình sẽ cho cái bát thứ hai vô ngay chỗ đây nha các bạn. Mình đo về để tránh trường hợp là nó sẽ cộng hoặc là nó chập với lại cái áo các bạn. Mình đo vậy nó sẽ căng ngay dù mình lên đẹp ha. Giờ mình sẽ đưa cái bát thứ hai vô mình buộc lại luôn nha. Đây, buộc lại chỗ này nha các bạn. Các bạn ơi, thì hồi tối mình có làm thử cái con diều này rồi các bạn. Thì mình thấy là nó, các bạn nhìn bây giờ đúng không, thì nó khá là căng đẹp. Nhưng mà thật ra cái cây này người ta gửi cho mình nó hơi ngắn các bạn. Khi mà mình bo cái cánh cong lên đó bạn, mình bắt đầu kéo cái cánh cong lên đó là diều nó bị nhăn rất là nhiều nha. Nó bị thùng lại ở giữa này nè các bạn. Thùng lên đây tại vì cái cây nó hơi bị ngắn các bạn. Đây như bây giờ mình kéo lên cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy nó cong không? Đó, nó bị dung khá là nhiều, mình mới kéo một bên thôi á. Mình kéo ở bên đây nữa thì nó dùng ở giữa một cục dài luôn các bạn không? Cái cây nó ngắn quá. Thì cây người ta gửi cho mình như vậy là mình chưa cắt một xíu nào luôn nha các bạn. Không cắt một xíu nào luôn mà nó đã dùng như vậy rồi. Nên là có lẽ là con này mình sẽ không làm tiếp nha. Con này có lẽ mình sẽ không làm tiếp. Mình sẽ đặt lại cái con khác nha các bạn. Nó dùng lắm các bạn ơi, các bạn nhìn nó đang căng như vậy nè. Mà nó đã bắt đầu dùng cái phần đầu rồi nè các bạn. Đó. Nếu mà mình kéo cái cánh cong lên nữa là nó dùng ra xấu lắm các bạn. Bay thì mình nghĩ là vẫn bay được đó, nhưng mà dùng xấu lắm. Cái này không phải là do mình làm các bạn. Cái này mình vẫn cố gắng làm cho nó rất là ấy nè. Các bạn thấy coi nó dùng ở trên luôn rồi thấy không. Nó đủ với cái khung rồi nhưng mà cái phần cánh các bạn nó chưa có đủ dài á. Nên khi mà mình kéo cái cánh cong lại, hai cái cánh cong lại các bạn là nó dùng ở đây một cục. Dùng lại giữa một cục này nè. Rất là xấu luôn. Nên là thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dẹp cái này qua một bên nha. Giờ thì mình sẽ khui một cái hàng mới nha các bạn. Đây là một cái con diều khí động học các bạn. Giờ mình nhờ em mình gỡ ra nha. Này là một con diều bạch tuộc khí động học nha. Khí gì? Học gì đó. Ok, khui ra. Màu cam nữa. Con này quảng cáo là 4m nha các bạn. Để giờ mở ra thử nha. Mở ra chưa? Sao nhìn nhỏ quá ta. Wow. À cái đuôi nè. Ơ cũng bự nha, mở ra bự nha. Cái đuôi dài 4m.
Thì tổng hết dài mới dài được 4 mét nè, dài nha. Ủa cái bị nhỏ nhưng mà mở ra dài khủng khiếp á. Ừ dài lắm các bạn ơi, cái đuôi dài lắm. Ủa con bạch tuộc nè các bạn. Hơi nhăn nha nhưng mà cũng khá là đẹp á. Ui lèo nè, quá trời lèo luôn. Con này cần phải thả thử mới biết được các bạn. Nó không có cây, không có khung gì đó các bạn. Tại khí động học mà. Ừ, gió nó sẽ lòn vô trong mấy cái này thả bay lên nha các bạn nha. Đó, nói chung là khá là đẹp á. Giờ thả được hay không biết nữa nha. Con diều này á, thì nó sẽ bay theo cái nguyên lý là thảo cái gió vô đây nha các bạn. Nó sẽ có ba cái lỗ ở đây nè. Đó, ba cái lỗ trên đầu nè. Nó thảo gió để nó nâng cái con diều của mình lên các bạn. Thì con diều này nó không có khung các bạn, nên là nó sẽ bay rất là đầm nha. Tại nó không có khung các bạn. Thường có khung thì nó mới đảo ha. Đây, mắt rồi nè các bạn. Đuôi thì rất là dài ha. Cái lỗ này là bự nhất các bạn, lỗ giữa là bự nhất. Còn hai đây thì nó nhỏ lại. Giờ mình sẽ buộc với cái cuộn dây của mình để thả thử nha các bạn. Đó. Các bạn ơi, mình vừa mới ra cái khu mình thả diều nha các bạn coi nó bay nè. Nó rất là nhẹ luôn các bạn. Mình thả dây ra nha. Ủa nó bay nó không có được bay cao các bạn, tại nó không có khung nó cũng khó lên cao hơn. Đấy. Chủ yếu là nó bay dưới đất các bạn, nó bay xa các bạn. Nhưng mà nó bay lạ lắm các bạn, không có một chút nặng luôn. Rất là nhẹ luôn các bạn. Để mình coi thử hồi nó có bay lên cao được không nha. Ôi nó cứ nằm nằm các bạn à. Ở lên nè. Ô, nhiều khí động học mà cũng đâm đầu nữa. Bay kỳ thiệt sự luôn. Lên nè, để mình thả dây thêm lên cao thử nó bay được không nha. Ôi nó cứ lớp lớp nhiều đó rồi ta. Ôi chết mẹ nè. Vừa mới thả lên lại nè các bạn. Thì mình thấy con này là nó không có bay cao lên được các bạn, nó bay xa xa thôi. Mà nhìn chung thì cũng khá là đẹp các bạn. Để mình cố mình thả dây dài để thêm thử là nó bay lên não không nha. Không phải do dây nặng nha các bạn nha. Dây thì cũng không có nặng đâu. Hay là do chỗ này gió yếu ta. Đâu chỗ mình đi giờ đang gió đang mạnh luôn các bạn. Hay là gió mạnh lại bay không được. Đó nó có bị nghiêng các bạn, nó bị nghiêng là nó đâm thôi. Wow, vô cái cây luôn à. Nó chạy ra qua đây nha các bạn. Chết rồi, vừa này mà lủng lỗ là hết bay nha các bạn. Chưa sao. Phải gọi là chưa nắng mà thả mấy con diều này là cực kỳ lỗ luôn các bạn ơi. Bay không nổi các bạn. Nó đứng lại cho nó bay được nhưng mà bay xa các bạn, nó bay xa mà nó rớt bà nó chết à. Thì con diều này cũng mua trên Shopee nha các bạn nha, có lẽ là không bay được nha các bạn nha. Thả thì nó cứ bay lỗ các bạn. Thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Video này khá là lõ, hai con diều mình đặt trên mạng đều lõ hết luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu bạn thấy video mình hay thì qua cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha bạn. Bye bye.